vị và các bạn đang theo dõi chương trình Môi trường và Cuộc sống do Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai thực hiện. Thưa quý vị, sau 2 năm thực hiện chỉ thị số 54 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về tăng cường sự lãnh đạo, thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau khi được phân loại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Có thể nói, đến nay, ý thức của cộng đồng xã hội trong việc phân loại rác tại nguồn đã được cải thiện. Hoạt động thu gom, xử lý rác thải từng bước phát huy hiệu quả. Hiện Ủy ban Nhân dân 11 huyện thành phố đã triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Có trên 400.000 hộ dân thuộc 160 xã phường thị trấn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo hướng dẫn, đạt tỷ lệ 43% số hộ dân toàn tỉnh. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý sau phân loại tại nguồn khoảng 404 tấn một ngày, chiếm 21,5% tổng khối lượng phát sinh trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê, hiện rác phát sinh trong quá trình sinh hoạt trên địa bàn tỉnh khoảng 1.895 tấn một ngày và được thu gom xử lý tại 4 khu xử lý chất thải theo quy hoạch gồm khu xử lý Quang Trung khoảng 1.200 tấn một ngày, khu xử lý Vĩnh Tân khoảng 335 tấn một ngày, khu xử lý Túc Trưng khoảng 110 tấn một ngày, khu xử lý Xuân Tâm khoảng 82 tấn một ngày. Là Ủy ban Nhân dân các huyện trên địa bàn tỉnh là đã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cho người dân cái cách thức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Thứ hai là đã làm việc với lại các tổ chức cá nhân tham gia thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn để thống nhất cái phương án thu gom hiệu quả để nâng cao cái chất lượng trong cái hoạt động thu gom. Thứ ba là đã quy hoạch lại các cái trạm trung chuyển chất thải không cố định và cố định. Tại huyện Xuân Lộc, chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt được gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nên tỷ lệ hộ gia đình phân loại rác ngày một tăng theo kết quả xây dựng nông thôn mới. Đến nay có hơn 38.000 hộ dân đăng ký phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, chiếm 65% hộ dân toàn huyện, trong đó hơn 31.000 hộ phân loại rác đúng theo hướng dẫn. Hiện huyện Xuân Lộc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông đến hộ gia đình, nông dân, học sinh về ý nghĩa mục đích của phân loại rác tại nguồn, đồng thời truyền thông phân loại rác gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng các mô hình xã hội hóa thu gom rác và kêu gọi đầu tư dự án khu xử lý rác thải 52 ha tại xã Xuân Hưng theo quy hoạch để đạt mục tiêu 85% hộ dân thực hiện phân loại rác. Để đẩy mạnh cái công tác mà thu gom và vận chuyển rác làm sao cho nó đạt kết quả cao thì hiện nay Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo các ngành địa phương là tích cực tuyên truyền vận động người dân làm sao để thu gom về rác về nơi đúng quy định, rồi tham gia vào cái việc là xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu để rồi có cái thu gom rác cho nó đạt với cái nghị quyết đã đề ra, cũng như là tiến tới là việc xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới, là để cho nó đảm bảo với cái việc mà thu gom rác là nó đạt cái chỉ tiêu cao hơn so với hiện nay. Có thể nói sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị số 54 và Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 5973, việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh đến nay đã đạt được một số kết quả khả quan. Tỷ lệ số hộ dân tham gia thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đến tháng 6 năm 2022 đạt 43%, trong khi năm 2020 chỉ 5,6% hộ. Hoàn thiện lại các cái hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho các cái hoạt động thu gom quản lý chất thải rắn sinh hoạt, áp dụng các cái công nghệ xử lý chất thải tiên tiến, đảm bảo là xử lý chất thải rắn sinh hoạt là theo hướng là tiết giảm, tái chế, tái sử dụng và phần còn lại là đốt thu hồi năng lượng để phát điện. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý và phân loại rác tại nguồn, trong thời gian tới các địa phương sẽ cải tạo, xây dựng mới các trạm trung chuyển, điểm sang tiếp, đảm bảo các quy định về xây dựng và bảo vệ môi trường, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, qua đó đã kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường. Và thông tin vừa rồi của chuyên đề tuần này cũng thay cho lời chào đến quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mến chào tạm biệt.